Khách thường hỏi nhãn hiệu nào tốt cho làn da. Kimberly thường trả lời, đừng mua nhãn hiệu, nên chọn phương pháp chữa trị cho làn da. Mình phải biết sản phẩm từ đâu tới và người đứng sau lưng sản phẩm có sự hiểu biết về bào chế và chữa trị cho làn da của mình hay không. Aboge by Dr. Kimberly, phương pháp dưỡng da an toàn. Mọi chi tiết về sản phẩm cũng như đặt hàng xin liên lạc với số phone 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264. Nếu quý vị cần tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly tại 6 địa điểm của Thẩm mỹ viện Kimberly: Westminster, San Jose, Houston, Arlington, Garland và địa điểm mới nhất là ở thành phố Atlanta, xin gọi ngay 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264 để được tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly. Tại sao quý vị đã tốn nhiều mà lại thấy làn da càng ngày càng già hơn? Hãy bắt đầu dùng phương pháp dưỡng da an toàn Aboge để biết tại sao Aboge được nhiều người ưa chuộng. Quý vị chẳng những thấy mà còn feel được sự khác biệt ngay khi bắt đầu sử dụng. 1-888-337-7264. 50 người đầu tiên gọi vào sẽ được tặng một hũ kem chữa nhăn cho da mặt và da cổ, giá trị 80 đô. Bảo đảm quý vị sẽ hài lòng, cần đại lý khắp nơi. Kimberly xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình The Dr. Kimberly Show. Chương trình ngày hôm nay, Kimberly sẽ giải đáp những câu hỏi quý vị gọi vào, đặt câu hỏi cũng như email. Nếu quý vị có muốn đặt câu hỏi với Kimberly ngày hôm nay, quý vị có thể gọi vào số 1888 đẹp sàng, tức là 1888-337-7264, hoặc email về drkimberly@kimberlyskin.net. Để bắt đầu chương trình, Kimberly sẽ đọc câu hỏi đầu tiên của một vị khách 22 tuổi. Năm nay con 22 tuổi, da con bị đỏ, khô và ngứa, đặc biệt là khi tắm xong, mà con rất ngứa. Con muốn hỏi Dr. Kimberly có thuốc nào cho con dùng không? Con có gửi kèm theo khi mặt con bị đỏ và ngứa. Cô bé 22 tuổi, chị Kimberly có nhìn qua màn hình, nhìn thấy làn da của em rất là mòn. Cái này là nói có nhiều khi những cái quá khứ, những cái gì em đã làm trên làn da của em nó hiện lên trên làn da của em hết. Đó là lý do mà Kimberly hay yêu cầu quý vị gửi hình vào. Làn da này chắc chắn hồi xưa có mụn nhiều, mụn bọc để lại những cái vết thẹo, và chắc chắn cô em 22 tuổi này đã dùng qua nhiều thuốc để chữa trị. Vì lý do đó làn da đã bị bào mòn. Mà khi nói đến bào mòn, cô này đã có những triệu chứng như khô, ngứa, rát. Đó là những triệu chứng của làn da đã bị hư vì mất đi cái lớp bảo vệ mạch máu, bảo vệ làn da, khiến cho làn da rất là nhạy cảm. Chúng ta cần phải chữa triệu chứng, vì làn da nếu có triệu chứng mà chúng ta không dùng bộ cấu tạo để chữa triệu chứng thì làn da này sẽ từ từ nám lại. Ngoài ra, làn da sẽ tiếp tục bị ngứa rát khó chịu như em đã nói trong email. Thì cái bộ cấu tạo da gồm có những sản phẩm như nước rửa lại cho làn da nhạy cảm, cũng như nước toner. Có những cái như là calming gel là cái mà sẽ làm dịu làn da của em và để ngăn chặn lại nám, cũng như để giúp cho em không bị khó chịu sau khi tắm hay là khi làn da tiếp xúc với hơi nóng hay ánh nắng hoặc là hơi lạnh nhiều. Và cái đuôi da mà bên trong là cái liposome là cái sẽ giúp cho em chống khô tận gốc. Liposome sẽ vào trong tế bào. Và sau đó nhớ là làn da này rất dễ bị bắt hơi nóng cũng như hơi lạnh. Chị recommend là em dùng cái chống hơi nóng là Heat Reflector, là một sản phẩm duy nhất do có thể nói là chống hơi nóng, là sản phẩm mà chị bào chế đặc biệt cho làn da của người Việt Nam để dội lại hơi nóng. Khi hơi nóng absorb vào làn da thì làn da này sẽ bị khô, ngứa và rát. Bộ này nên kèm theo cái chống nắng, là cái mà vừa nuôi da mà vừa chống nắng cho em. Dù em không đi nắng, một công hai chuyện, chúng ta sẽ thoa lên là một lớp dưỡng da
để giảm khô cũng như là under makeup và chống nắng cho em mỗi ngày. Những quý vị nào nếu có làn da có những triệu chứng như sau cũng sẽ làm y như vậy. Tắm xong thì sẽ dùng cái kem hydrating là cái hũ mà có nắp đen để nuôi làn da, để giúp cho mình hydrate lại, nghĩa là giúp để tận gốc làm mang lại độ ẩm cho làn da. Vì làn da này khi bị bào mòn đã mất đi yếu tố giữ độ ẩm cho làn da mà làn da nào cũng cần, thưa quý vị. Cảm ơn em 22 tuổi đã đặt câu hỏi với chị. Và kế tiếp của một vị khách từ Việt Nam đã gửi hình đến. Đây là chị của em ở Việt Nam, bị nám đã lâu năm rồi. Thì chị Kimberly nghĩ rằng em đang muốn hỏi dùng gì để dưỡng da để chữa nám cho chị của em ở Việt Nam. Nếu mà bị nám đã lâu năm rồi và nhìn làn da thì biết rất rõ là làn da này đang có vấn đề ở dưới da. Nám này là nám trong da do da bị hư. Thưa em, nắng ở Việt Nam rất là gắt và đồng thời hơi nóng cũng rất là nhiều. Dùng cái bộ cấu tạo da hồi nãy chị nêu ra rất là chi tiết để giúp cho làn da bên trong lẫn bên ngoài có thể dội lại hơi nóng để giúp giữ độ ẩm cho làn da. Vì làn da này, nhìn chân lông của chị biết là chân lông của chị lớn là vì da chị dầu. Nhưng khi làn da bị nám và do bị bào mòn, làn da này vừa dầu mà vừa khô. Tất nhiên là không phải là mình gọi là làn da hỗn hợp. Hỗn hợp nghĩa là chỗ dầu, chỗ khô. Nhưng mà làn da này ngược lại là cái chỗ dầu cũng khô, mà chỗ khô cũng dầu, cũng có chất dầu. Thành ra nó hơi ngộ một chút xíu. Nhưng mà đó là tình trạng của làn da của chị của em ở Việt Nam. Em nên tìm đến để mua bộ cấu tạo da Apogee là phương pháp dưỡng da an toàn và chữa trị làn da tận gốc cho làn da của chị em ở Việt Nam. Cảm ơn em. Câu hỏi thứ ba là câu hỏi từ em Giang. Mặt em bị mụn lâu rồi, khoảng 8 năm. Em mới ở Việt Nam qua được 2 năm và em đang ở Pittsburgh, Pennsylvania. Em đã điều trị bằng nhiều mỹ phẩm, đi bác sĩ nhiều mà không hết. Da mặt rất nhiều dầu và dễ bị dị ứng. Nhờ bác sĩ tư vấn trị mụn giùm em. Cảm ơn. Chị biết là tình trạng làn da của em, khi nhìn qua những tấm hình em đã gửi, chị biết là làn da này rất là khó chịu. Là vì da vừa khô mà vừa dầu, mà vừa mụn, mụn vẫn còn. Chứng tỏ là qua những hình ảnh mà em đã gửi, chị biết là em đã dùng qua nhiều thuốc để chữa trị. Chứng tỏ là những thuốc em đã dùng qua chỉ làm giảm và chìm mụn mà thôi. Tất nhiên là giảm một thời gian ngắn, nhưng mà mụn vẫn còn là vì em chưa bao giờ chữa tận gốc. Em nên để ý và thận trọng khi thoa bất cứ gì trên làn da của em từ bây giờ trở đi, là vì làn da của em đã bị bào mòn và rất là nhạy cảm. Mình nên để ý đến những triệu chứng trên làn da như khô, ngứa, rát mà chị Kimberly có nói rất nhiều. Làn da khô, ngứa, rát, khó chịu như thế này, nhạy cảm như thế này, từ từ sẽ biến đổi thành nám. Bộ dưỡng da cho làn da của em trước hết là oil control và cái pore refining là hai tiếp mà chị nói là làn da em cần phải có. Vì chân lông của em có nhiều mụn cám, mà từ mụn cám nó gây ra mụn bọc. Và cái loại nước rửa chị sẽ chọn cho em là loại nước rửa Gentle. Em nhớ là không phải nước rửa nào cũng giống nhau. Làn da em cần phải có loại Gentle của Apogee. Và nước toner, chị biết là làn da em không chịu được nước toner của những hãng khác. Là vì nhiều hãng khác có nước toner, những thành phần ở trong nước toner của họ là phần lớn là chất ancol. Nếu em dùng nước toner của hãng khác thì em sẽ thấy làn da này không chịu nổi. Mọi thắc mắc xin mời quý vị gọi vào số 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264. Cũng như đặt câu hỏi, quý vị có thể email vào drkimberly@kimberlyskin.net. Rất tiếc chúng ta đã hết giờ. Kimberly xin trở lại sau phần thông tin thương mại để trò chuyện với cô Kiều Trinh về một đề tài rất hấp dẫn. Đó là
tâm lý của người bị hư da, tại sao tiếp tục dùng những sản phẩm không tốt cho mình. Xin mời quý vị đón xem. Khách thường hỏi nhãn hiệu nào tốt cho làn da. Kimberly thường trả lời, đừng mua nhãn hiệu, nên chọn phương pháp chữa trị cho làn da. Mình phải biết sản phẩm từ đâu tới và người đứng sau lưng sản phẩm có sự hiểu biết về bào chế và chữa trị cho làn da của mình hay không. Aboge by Dr. Kimberly, phương pháp dưỡng da an toàn. Mọi chi tiết về sản phẩm cũng như đặt hàng, xin liên lạc với số phone 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264. Nếu quý vị cần tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly tại 6 địa điểm của Thẩm mỹ viện Kimberly: Westminster, San Jose, Houston, Arlington, Garland và địa điểm mới nhất là ở thành phố Atlanta, xin gọi ngay 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264 để được tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly. Aboge sẽ giúp các vết khó chữa hoặc lâu năm bằng cách chữa tận gốc, chữa nhanh chỉ mang lại thêm nám, hậu quả sẽ đến trong tương lai. Hãy order bộ trị nám Aboge, phương pháp chữa nám hữu hiệu và an toàn, chỉ 265 đồng. 50 người đầu tiên sẽ được tặng một hũ kem Camming Gel để chữa nám khó và để ngăn chặn nám mùa hè này, giá trị 60 đô. Gọi ngay 1888-337-7264, bảo đảm quý vị sẽ hài lòng, cần đại lý khắp nơi. Sau khi nói chuyện với bác sĩ Kimberly, tôi được biết có nhiều loại kem trên thị trường bào mòn làn da để chữa nám. Chữa rất nhanh, nhưng chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn. Tôi hy vọng quý vị sẽ giao việc chăm sóc làn da quý báu của quý vị cho bác sĩ chuyên môn và có kinh nghiệm về ngành thẩm mỹ da. Cảm ơn bác sĩ Kimberly đã bào chế bộ kem Aboge giúp chữa nám tận gốc an toàn trên 25 năm nay. Kimberly xin cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình The Dr. Kimberly Show. Xin mời quý vị cùng Kimberly trò chuyện với cô Kiều Trinh về chuyến đi Atlanta để khai trương thẩm mỹ viện Kimberly tại Atlanta. Trong chuyến đi này, Kimberly cùng cô Kiều Trinh đã có cơ hội được gặp gỡ hơn 600 người khách đã đến thẩm mỹ viện Kimberly tại Atlanta để tham khảo da. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến đề tài tâm lý của những người khách đã bị hư da và tại sao họ chọn những loại kem để xài trên làn da của chính họ. Xin mời quý vị đón xem. Hello, mình gặp lại nhau. Dạ. Rồi, cô thấy thế nào về chuyến đi Atlanta của mình? Mình rất là vui. Thứ nhất là được tham dự cái buổi mà khánh thành của Grand Opening của Thẩm mỹ viện Kimberly tại Atlanta, yeah. Mà vui vô cùng bởi vì có 2-3 ngày thôi mà có tới 600 người tới tham dự là rất là sôi động. Yeah. Nhưng mà trong cái 600 người tới tham dự đó thì Kiều Trinh cũng buồn và tại cũng bị sốc. Yeah. Bị sốc vì khi có gặp một bà đó, yeah. Mà bà tới, mình nhìn cái mặt bà mình thương quá. Cái mặt giống bị như là lột hết cái da, cái mặt đỏ. Mà mình ngồi xuống nói chuyện với bà đó, thì bà ấy cũng tâm sự tại làm sao mà cái da mặt bị tới mức đó đó. Dạ, yeah. Thì đây con nhớ là sau đó là cô ấy vào để tham khảo da trực tiếp với con ngày hôm đó. Thưa cô đó tên là Tuyết, cô 50 tuổi. Nhưng mà cô nhìn cái làn da của cô giống như một người 70 tuổi vậy. Đó, thì cái làn da đã bị tàn phá mà cô này, như cô nói là để hơi lâu. Vâng. Và Kimberly cũng có nói với tất cả quý khán thính giả của chúng ta hồi xưa này đó, đừng nên chữa nhanh. Tại vì làn da nó sẽ phản ứng. Đây là một cái ví dụ rõ rệt đó thưa cô. Thì tâm lý của người nào mà có bệnh, cái bệnh của cô ta, nói chung là mình nói bệnh nhưng mà nói về thẩm mỹ da đó, thì cái bệnh này là bệnh nám. Vâng. Và không, thì lúc đầu cô ta bắt đầu với một chút xíu
vết nám thôi, phải không ạ? Bắt đầu có ít thôi mà chỉ vì muốn sửa mau, muốn làm cho nó mau, có một cái làn da đẹp tốt đó. Yeah. Nên đi mua những cái loại kem mà ở ngoài chợ sẵn nghe quảng cáo. Cô Kiều Trinh, vậy thì chưa hỏi là ngày hôm đó cô có interview thì mà có quay phim lại đó. Vâng. Thì cho quý khán thính giả của chúng ta coi một xíu. Nhân tiện đây mình cũng muốn chia sẻ với quý vị đang coi, đang theo dõi cái show này về cái trường hợp của bà Tuyết đó. Yeah. Bà đã tâm sự về cái hư hại của cái sự mà đi dùng kem, mà đi mua ở ngoài chợ hay là coi mấy cái quảng cáo thôi. Vì xin mời quý vị coi mấy cái tâm sự giữa bà Tuyết với tôi. Cái này thì em cũng bị cách đây phải sau khi mà em xài cái những cái loại kem mà nó có nhiều hóa chất đó thì là nó mới nói dị ứng nhiều rồi nó lên mụn. Với cái làn da như vậy thì làm sao mà chị có thể ra nắng được nhỉ? Từ hôm nào bơn, nó bơn đó. Dạ vâng, em không có ra, em đâu có đi đâu được đâu. Em không, em ở trong nhà thôi. Trời ơi, ngay cả mình phải nấu nướng mà hơi nóng của bếp nước nó có làm chị khó dạ, chịu. Dạ được đấy, em không có xuống bếp. Ôi trời ơi. Vâng. Em không xuống bếp. Mấy đứa cháu nó cũng nấu đồ ăn cho ăn. Dạ. Chỉ tại vì cái da thôi mà bị ảnh hưởng dạ, vâng. Cái đời sống như vậy đó. Vâng. Chị rửa mặt chị bị cái da nó bong ra. Dạ vâng. Nó nhiều da lắm, nó ra nhiều da lắm. Da nó ra bong ra cái khăn mặt rửa mặt đó. Dạ vâng. Ôi trời ơi. Thì sau khi mà có nghe chương trình của bác sĩ Kim mới có những cái loại Apogee để mà điều trị về mụn á. Vâng. Thì là bắt đầu là em tới mà cũng rất là may mắn. Cái tháng 7 vừa qua là bác sĩ Kim lại về đây nữa. Vâng. Thế là em ra cũng tham khảo với bác sĩ một lần. Rồi thì hôm nay là lại là một cơ hội. Thì em đến là em quyết định để mà điều trị cái da của em. Dạ, thưa cảm ơn quý vị vừa mới theo dõi đoạn video mà tôi có tâm sự với lại một người bệnh nhân ở bên Atlanta. Đây chỉ là một người mà tôi được nói chuyện. Nhưng mà thật sự hôm đó bác sĩ Kimberly có tới 600 người bệnh nhân. Đó. Thành ra tôi cũng thắc mắc đó Kimberly là cái lý do nào mà họ lại có thể để cho cái mặt, để làn da có thể bị hư hại tới mức đó được. Dạ thưa cô, tâm lý của người bệnh, tuy nhiên tâm lý nhất là về thẩm mỹ da, không ai muốn chờ đợi. Thành ra khi nói đến chữa da thì ai cũng muốn cho thật nhanh chóng. Nhiều kem ở ngoài thị trường quảng cáo là trong 3 ngày, 5 ngày là nó sẽ mất đi vết nám. Thì có hay nói là nếu mà mình chỉ biết là làm nhanh hay làm chậm thôi á, mà mình chỉ có hai con đường đó để chọn thôi á, mà nếu mà kết quả nó như nhau á, hay là hậu quả nó như nhau thì dĩ nhiên là mình phải chọn nhanh rồi, phải không ạ? Nếu mà dĩ nhiên là đây trường hợp của bà này, hay là nói trường hợp của chung, là nếu chúng ta chữa nhanh thì cái hậu quả nó sẽ đến. Nhưng mà hậu quả không ai biết, có nhiều khi khách họ không được cắt nghĩa, đến những người mà không có hiểu biết gì về y hay dược thì người ta sẽ không nói cho mình nghe là những cái hậu quả nó sẽ đến là cái gì. Tại đôi khi chính người ta cũng sẽ không biết để cắt nghĩa. Nhưng mà riêng khi quý vị mua với công ty Apogee, với thẩm mỹ viện Kimberly, chúng tôi chuyên về thẩm mỹ da. Tất nhiên là mình hiểu về cơ thể, mình hiểu về dược khoa, nghĩa là mình phải hiểu những cái hóa chất hay là những cái kem dưỡng nó thích hợp cho làn da của người Á Đông như thế nào và những cái phản ứng của nó như thế nào trên làn da. Để mình cắt nghĩa cho khách nghe. Đôi khi khách không muốn nghe như vậy thì họ chỉ muốn cho nhớ nhanh. Thì họ sẽ bị vấp, tất nhiên là họ sẽ có những cái hậu quả như vậy đó. Mình cũng mong rằng là đây chỉ là một người bệnh nhân mà Kiều Trinh được gặp thôi trong số 600 người đến gặp bác sĩ Kimberly. Nhưng mình ngoài cái số 600 người đó còn biết bao nhiêu ngàn người nữa ở khắp mọi nơi. Cô Kiều Trinh, bây giờ cô mới biết tâm trạng của người như Kimberly khi tiếp xúc với bao nhiêu người ở tại clinic, tất nhiên bao nhiêu bệnh nhân ở 6 địa điểm. Bây giờ chúng ta có 6 địa điểm. Mà 6 địa điểm đó là những người khách làn da không có được khỏe, tức là làn da phải bệnh, như làn da của bà này có thể là nhẹ hơn, có thể nặng hơn nữa. Cũng có người nặng hơn nữa mà cô chưa gặp. Thì cô biết tâm trạng của người như Kimberly khi tiếp xúc với những người đó, thì đôi khi nào cũng phải rướm lệ dùm cho người khách đó, khi nào mình nhìn mình cũng đau lòng.
Đó thì cô biết tâm trạng của cái người mà đã bị như vậy rồi đó. Ừ. Thì họ chỉ muốn trốn ở trong nhà, họ không muốn đi ra đường, họ mất tự tin, họ mất hết tất cả. Tại vì người đàn bà chỉ có cái mặt tiền mà thôi. Dạ đúng vậy, trường hợp mình nói chuyện ấy, thì bà nói là bà cũng không có đời sống nó thay đổi hẳn, khác hẳn, bởi vì không có làm được cái gì hết ấy. Không, đời sống không có vào bếp được, không có đi ra ngoài được, cái gì cũng sợ. Cái làn da là bị sợ bụi, quét nhà cũng sợ bụi dính vào làn da, rồi thì nấu nướng cũng sợ nóng làm hư làn da, rửa mặt cũng không có được, tắm nước nóng gội đầu cũng không có được, thì nó khổ lắm, nó thay đổi hẳn mấy cái cuộc đời, đời sống hàng ngày đó. Cảm ơn cô Kiều Trinh đã đi với con cái chuyến đi Atlanta vừa qua. Dạ. Rất tiếc chúng ta đã hết giờ. Và xin mời quý vị đón xem chương trình Dr. Kimberly kỳ tới. Và xin kính chào quý vị. Dạ, kính chào cô. Kính chào quý vị. Hẹn quý vị trong show kỳ tới. Nếu quý vị cần tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly tại 6 địa điểm của Thẩm mỹ viện Kimberly: Westminster, San Jose, Houston, Arlington, Garland và địa điểm mới nhất là ở thành phố Atlanta, xin gọi ngay 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264 để được tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly. Tại sao quý vị đã tốn nhiều mà lại thấy làn da càng ngày càng già hơn? Hãy bắt đầu dùng phương pháp dưỡng da an toàn Aboge để biết tại sao Aboge được nhiều người ưa chuộng. Quý vị chẳng những thấy mà còn feel được sự khác biệt ngay khi bắt đầu sử dụng. 1-888-337-7264. 50 người đầu tiên gọi vào sẽ được tặng một hũ kem chữa nhăn cho da mặt và da cổ, giá trị $80. Bảo đảm quý vị sẽ hài lòng. Cần đại lý khắp nơi.